Chào mừng toàn thể quý khách hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX trên thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 của khu phức hợp đô thị BKMX trên thành Bình Phước. Và khu vực này đang được BKMX quy hoạch dãy nhà phố thương mại với thiết kế là 1 trệt 2 lầu và quy hoạch dọc trục đường D1. Đường D1 thì là trục đường xương sống của toàn dự án, chạy thẳng từ giai đoạn 1 qua giai đoạn 2, qua giai đoạn 3 và chạy về quốc lộ 13 tại trạm thu phí trên thành. Chiều dài của trục đường có chiều dài là 7 km nha cả nhà. Và ngay khu vực này thì đang được quy hoạch nhiều tiện ích như siêu thị Hoàng Gia, cà phê Minano, 5.000 căn nhà phố, nhà ở xã hội của BKMX xây dựng để phục vụ cho nhu cầu ăn ở của công nhân viên chức tại khu công nghiệp 2.000 ha. Và hướng này là hướng của dãy nhà ở xã hội. Và trước mắt chúng ta là được quy hoạch công viên cây xanh ngăn cắt giữa công nghiệp và đô thị. Bên tay phải của Trọng Thơ là khu công nghiệp BKMX. Trước mắt là công ty CP ấp trứng và một công ty đang được xây dựng tại khu vực này và sẽ cho vào hoạt động vào tháng 8 năm 2022. Khu vực này thì nhiều nhà máy đang động thổ để chuẩn bị xây dựng cho vào hoạt động vào đầu năm 2023. Và trước mắt chúng ta là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho đi vào hoạt động vào năm 2022 vào quý 4 nha cả nhà. Và đường như chúng ta đã thấy đây, trục đường này chạy thẳng hướng mà camera Trọng Thơ chỉ đây là chúng ta sẽ về lại quốc lộ 13 ngay trạm thu phí Trân Thành nha cả nhà ơi. Với một vị trí tiềm năng nằm cách lõi trung tâm thị xã Trân Thành chỉ 3 km, nằm cách Bào Bàng Bình Dương chỉ 12 km, cách thành phố Đồng Xoài 30 km, chạy theo trục đường quốc lộ 14. Và ngay đây được BKMX quy hoạch công nghiệp và đô thị kết hợp thì một nhà đầu tư thông minh có kinh nghiệm trên 30 năm về thương trường bất động sản và hiện tại đang đứng đầu về ngành bất động sản công nghiệp và đô thị tại Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để đầu tư vào đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước với một vị trí nằm ngay lõi trung tâm thị xã và đắc địa tiện giao thông hàng hóa đi các tỉnh, các cảng biển thì đây là một yếu tố để chúng ta đầu tư nhanh có lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Và khu vực này thì giá đất nền hiện tại Trọng Thơ đang phân phối giá F0, giá chỉ dao động từ 7 triệu đến 10 triệu trên 1m2, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng, nằm trên trục đường 16m, 25m và vỉa hè cây xanh được BKMX quy hoạch chuẩn chỉnh Singapore. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước, nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất, xin lợi nhuận nhanh nhất tại BKMX Trân Thành Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.